gọi con này là con xoay đại đó, nó rất là to đấy, trên thân con rất rõ ràng và râu rất là đẹp. Cái hàng này ấy thì chủ yếu kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay bên em mình lại bắt bùa đầu một vụ mùa mới. Cái vụ mùa nhục thung dung thì cách đây 2 ngày thì bọn em đã kết thúc của mùa 2023 và 2024. Thì ngày hôm nay bọn em lại bắt đầu một vụ mùa mới, một vụ mùa đông trùng của mùa 2024, một vụ mùa đông trùng tươi. Cái vụ mùa này ấy, thì đây là khởi đầu của mùa đầu tiên, bắt đầu của mùa năm nay. Thì em chỉ về đầu tiên là về test một cân hàng tươi đó, và chia được làm tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sai tất cả. Và đây là cái mã này là đóng vào hộp, là để gửi đi theo cái mẫu hộp này, là mẫu hộp lạnh, bọn em gọi là mẫu hộp lạnh nhá. Hộp này là hộp có biếu, còn nếu mọi người chỉ để ăn ấy thì bọn em chỉ cần đóng như này và sau đó là đi kèm đá và đóng hộp xốp kín là có thể đi được đó. Cái size to nhất của cái đông trùng tươi mùa này là size 2.2 gram, là lúc này là mới bắt đầu, và mấy nữa thì nó sẽ có một size to hơn. Nhưng thời điểm này thì là nó mới bắt đầu thôi đó. Thì trên đầu tiên thì em sẽ quay cho mọi người xem cái con đông trùng đấy. Nếu ở trên hình ảnh thì nếu để điện thoại lấy nét thì nó cũng đây, để em lấy nét cho mọi người xem, nó sẽ rất là rõ ràng một con đông trùng. Đấy, phần thảo và phần thân nó cũng rất là đẹp và rõ. Đấy, phần thảo bao trùm đầu, mắt, mũi rất là rõ ràng, một con đông trùng. Đó, đây, trên đĩa này, mọi người có thể nhìn này. Đó, nó rất là to. Đó, và trên một cái đĩa này, mọi người có thể so sánh. Đó, khi ở trên một cái đông trùng tươi này thì nó vẫn được chia size. Nhưng mà giá bán thì sẽ tùy theo từng con và tùy mẫu nha mọi người nhé. Đó, có những con thì chỉ có những cái con thì là những cái size nhỏ như này thì giá nó sẽ thấp hơn. Và những cái size to như size này này. Đấy, cái này bọn em thì thời điểm đầu mùa thì bọn em gọi con này là con size đại. Đó, nó rất là to. Đấy, trên thân con rất rõ ràng và râu rất là đẹp. Cái hàng này ấy thì chủ yếu là nếu mà mọi người có điều kiện ấy thì mọi người nên nhiều người thì là để ăn. Đó, hầm cháo, ví dụ như kiểu là mình hầm cháo chim câu, chân giò hay là hầm cháo gà. Đấy, cùng với hạt sen táo đỏ kỳ tử, chúng ta có thể cho một con đông trùng này vào ăn cùng với một bát cháo. Đó, chúng ta hầm ăn vào buổi sáng là tốt nhất. Đó, còn đâu nếu ví dụ không ấy, thì đông trùng tươi này có thể ngâm rượu. Đó, hoặc là ngâm mật ong. Đặc biệt là nếu mà ngâm mật ong thì là toàn bộ dưỡng chất này nó sẽ được đảm bảo nhất. Đó, luôn luôn là đảm bảo nhất cho mọi người. Đó, khi mà đem về nhà chúng ta sẽ dùng cái gọi là rửa qua một chút. Đó, trong quá trình vận chuyển có thể là hay là sẽ vấn đề đóng gói, có sợ là nó sẽ bị bụi bặm. Đó, chúng ta rửa qua một chút, sau đó dùng quạt hong khô phía có đông trùng đi, và sau đó chúng ta đóng vào trong túi. Đó thì là xe nhập, chúng ta sẽ đóng vào ngâm mật ong. Đó, ngâm mật ong thì chúng ta có thể ngâm cùng với sâm. Đó, rất là xin lỗi mọi người, kiểm nó nhập. Đó, chúng ta có thể ngâm với sâm này, kỳ tử, táo đỏ. Đó, mật ong thì chúng ta có thể tùy từng sở thích mỗi người, nhưng mà nếu ai có mật ong rừng ngâm thì là tốt nhất. Để mật ong là cái thứ bảo quản là tốt nhất và giữ được lại nhiều dưỡng chất nhất cho con đông trùng. Đó, mỗi buổi sáng chúng ta có thể ăn được từ một con này. Đấy, với những người có điều kiện thì có thể ăn 2 cho tới 3 con. Còn không thì cứ ăn một con là tốt nhất, nó sẽ rất là bổ dưỡng và tăng cường sức khỏe. Đó mọi người ạ. Đấy, khi mọi người có nhìn này, tất cả những con đông trùng này nhìn nó, nếu mà để khi vào trong bình thì nó cái giá trị của nó rất là cao. Nếu mà ví dụ như ngâm rượu ấy thì chúng ta uống vào mỗi buổi sáng một ly, còn nếu vì công việc hay như nào thì chúng ta uống vào buổi tối, sau đó nghỉ ngơi thì nó rất là tốt, và đặc biệt là tốt cho các vấn đề về mặt tế bào sức khỏe con người đó. Còn nếu nói thêm một chút nữa thì là cái đông trùng này thì mọi người ai có nhu cầu ấy, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0368 950 859, hoặc số điện thoại 0941 632 236. Mọi người có thể nhắn tin vào Zalo thì em sẽ báo cho mọi người bảng giá về tùy từng size của các loại đông trùng. Và thêm một chút nữa đó là những con đông trùng này thì bên em sẽ ship từ 5 con trở lên, chứ không ship bán lẻ 1-2 con mọi người nhé. Đó,
thì giá thành thì là em sẽ có bảng giá trong Zalo, mọi người cứ liên hệ với em sẽ báo giá cho mọi người. Đó, còn video đến đây em xin được quay đến đây thôi ạ. Rất là cảm ơn quý cô anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc, những ngày cuối tuần ở bên gia đình thật sự là vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.